rất là chuyên nghiệp nha các bạn. Giờ phía đông còn găng găng rất là ngon. Tiếp một cái nữa. Vâng, anh lúc năm chưa đi anh quậy cắt mùa 3 chân giò luôn. Có mình ngắm biết về ở trong cái kia mà. Anh quên tên nó à? Dạ, em nhận năm rưỡi là xong xuôi đâu đấy, em lấy đem về. Hôm nay em đi chặt chứ mà khách ngô lại chuẩn chụp gà bắt đợi chuẩn chụp. Này có nước chấm không? Có. Cá mơ hả? Dạ. Cá mơ không cần, cá mơ nhà có rồi, lấy nước chấm không? Lấy nước chấm hả? Tóc mà hỏi tay rồi xong hồi thì chủ quán chặt cũng đã xong 3 chiếc chân heo. Ồ, tiếp một cái nữa. Giòn mà xét ra cái da nghe sọc giòn rộm luôn. Cái nổi tay ha anh. Cho ngoại lắm.
Ngày trung bình chặt được bao nhiêu cái? Hôm chục cái. Mỗi tay luôn á. Khách đặt nhiều làm nhiều, khách mua thì ngày có vài cái. Này là chặt một lúc là 4 cái. Quá dữ vậy. Xong 4 hộp rồi coi chú chị. Này là một thử thách nha. Chặt liên tiếp 4 chiếc chân giò. Rồi giờ cho vô bì nha. Quá hấp dẫn. Cho ớt vô luôn. Chấm đi kèm.